alo à, chào các bạn à, chào các bạn mình là Phương TK à, rất vui được gặp lại các bạn. Dạo à, này thấy các bạn hỏi một cái câu hỏi mà khá là nhiều lần thì mình cũng làm một cái phần video để hướng dẫn các bạn cái cách mà chúng ta có thể giải quyết được nó. Thì à, có nhiều bạn bạn ấy hỏi về cái việc là làm sao để có thể xuất hiện được một cái phần mà chọn tỷ lệ đơn giản là chúng ta chọn tỷ lệ theo kiểu là À, 1 phần 100, 1 phần 20 Cái thứ mà bình thường như các máy khác có Mà tại sao máy em không có đấy à, Ở cái phần vị trí này Thì à, ở đây các bạn hình dung là Khi mà chúng ta chọn vào các phần tỷ lệ này ấy, à, Mà các bạn bấm vào cút tùm này Thì vào đây bắt đầu nó có các cái phần tỷ lệ hiển thị Đúng không? Thì rất là dễ dàng để các bạn có thể chuyển đổi Các cái phần à, tỷ lệ hiển thị này Bằng cách các bạn bấm vào Reset Ở đây thì nó có rất là nhiều lựa chọn Một là các bạn dùng matrix Scale thông thường thì nó sẽ ra ở cái dạng là 1, 100, 120, 130 đấy. À, còn với dạng in, in thì các bạn vừa thấy lúc nãy rồi, nó sẽ giống như thế này. Nhá. Đó. Cách thứ ba là chúng ta chọn cả hai để hiển thị. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem nhé. Các cái phần đấy nó có gì khác nhau. Ở đây giả sử như mình chọn riêng bên trích này. Đấy thì nó sẽ ra như này. Các bạn thấy không? Đấy. Đủ tỷ lệ cho các bạn. Và nó cũng dễ nhìn đúng không? Thông thường giống như các bạn. Giống như cái việc mà các bạn đánh tỷ lệ vào trong bản vẽ. Thứ hai là chúng ta dùng cả metric và à, và imperial à, scale. Đây, thì nó sẽ xuất hiện cả hai luôn. Đấy, thông thường thì cái dạng inch này là bên nước ngoài người ta hay làm này, bên Tây nó hay dùng. Còn với cái loại này thì Việt Nam hay dùng. Đấy thì các bạn có thể lựa chọn cái mà phù hợp. Ở đây thì nếu mà chúng ta quen dùng cái loại kia thì các bạn có thể chọn riêng metric không cũng được. Đấy. Dùng reset chọn metric sau đó thì ok thì ở dưới này nó sẽ xuất hiện cho các bạn cái việc là chúng ta có một tỷ lệ bao nhiêu như này một hai một bốn một tám đây là các tỷ lệ thông dụng các bạn có thể thêm vào cũng được ở đây thì các bạn có thể thêm vào nhé giả sử như mình add, mình muốn một cái tỷ lệ giả sử như một uh, xem nào một sáu mươi một bảy mươi chẳng hạn thì các bạn có thể add ở đây uh, một đánh y hệt như phần phía ngoài này giả sử như một bảy uh, mươi đi một bảy mươi sau đó ở đây thì các bạn đánh số này là bảy mươi đó thì vậy là các bạn đã add chúng ta coi như là một tỷ số 1 ở trên giấy bằng 70 lần của unit đấy ok vậy là xong chúng ta có thể add vào thêm được và khi đó các bạn ok ở ngoài nó cũng sẽ xuất hiện luôn cho các bạn cái tỷ lệ đó đây một bảy mươi đấy chưa ngon lành chưa nhưng có một cái là mình chia sẻ thêm là ở trong cái phần nội dung câu hỏi này thì nếu mà các bạn sử dụng vị trí này thông thường thì chỉ có là à, dùng annotative ở ngay đây này đấy dùng các đối tượng annotative À, dùng các đối tượng annotation nhá, có chứa cái biến annotation thì chúng ta mới sử dụng hoặc là đây dùng chức năng annotation của layout thì chúng ta mới sử dụng hoặc là khi mà các bạn sang đây, đấy, sang đây thì các bạn không chọn được đúng không? Đấy, chỉ có vị trí thằng này chỉ có tác dụng khi mà các bạn chọn annotation nhưng không phải là khi mà các bạn làm tỷ lệ mà các bạn chọn vào đây rồi đó các bạn làm thì nó ra đâu nhá. Tốt nhất là các bạn có thể tùy biến theo dim quản lý theo dim tốt hơn, quản lý theo dim tốt hơn. Có thể dùng lệnh hoặc có thể dùng các cái phần tạo dim mới. Còn nếu mà các bạn dùng annotation, annotation của annotation của dim cũng được. Ở đây giả sử như chọn một cái dim, mình sẽ chọn đại một cái dim nhé. À, nếu mà các bạn tích vào cái phần annotative này của dim này là bật chức năng của annotative lên thì các bạn có thể chọn ở dưới vào dim cũng không sao cả. Nhưng mà có vấn đề là khi mà các bạn biến đổi như thế à, thì phần hiển thị qua các nếu mà chúng ta dùng layout thì ok đấy, thì cách này là cách có vẻ tốt nhưng mà nếu mà các bạn dùng model các bạn dùng model hoàn toàn như mình hiện tại đang thể hiện ở đây thì cái đấy nó lại chẳng có tác dụng gì với các bạn cả bởi vì là mỗi cái bản vẽ nó hiển thị một cách khác nhau là như mình dùng hai cái tỷ lệ của hai bản vẽ này khác nhau này thì các bạn không thể nào mà các bạn bấm chuyển đổi ở đây thì lúc in chúng ta làm như thế nào là bị sai đấy nhá ok đấy là một phần chia sẻ nữa của mình cảm ơn các bạn à, hy vọng là một cái phần kiến thức hữu ích nữa cho các bạn. À, đừng quên like, share và comment dưới các phần video của mình nha. Cảm ơn.